Đây là sản phẩm núm tay nắm tủ. Sản phẩm này được gia công đúc hợp kim Artimon theo yêu cầu của nhà máy gỗ. Sản phẩm nhỏ gọn, rất đẹp và tinh tế. Màu sắc xi mạ dạ cổ thích hợp trên các sản phẩm ngăn kéo tủ, tay nắm tủ, bàn. Bề mặt tuy đơn giản nhưng rất đẹp. Sản phẩm này có kích thước núm tròn là 25mm và chiều cao của sản phẩm là 20mm.